Cô bác chị nhá, rất nhiều cô bác chị có hỏi cho Huân là cái cây xương rồng ba cạnh về chị đau nhức xương khớp, đặc biệt đau đầu gối và đau lưng, thì ngày hôm nay tranh thủ đang ở quê nên cháu sẽ tranh thủ quay cho mọi người xem luôn nhá. Đây đang ở quê này, mọi người có nhìn thấy đây. Đây. Đây, rừng đồi này. Đấy. Đấy, thấy không, rất nhiều đồi nên là ở đây rất là nhiều những cái cây thảo dược hỗ trợ về đau lưng, đau nhức xương khớp của bác chị nhá. Thì cháu làm về đông y nên là có những cái cây thảo dược nào mà hỗ trợ về đau nhức xương khớp, đau lưng thì cháu sẽ quay hỗ trợ cô bác chị, để cô bác chị có thể thứ nhất là mình biết được, thứ hai là cô bác chị nào có những cái cây như thế này thì chúng ta lấy về chúng ta sử dụng nhé. Đấy, ví dụ như cây xương rồng ba cạnh, ví dụ như cây cúc tần, ví dụ như là cây cây cúc tần hay gọi là cây đài bi đấy, ví dụ như là cây cải cứu, cây lá lốt, những cái cây rất đơn giản, hoặc là cây cỏ xước, rất đơn giản đấy. Còn cô chú, rất nhiều cô chú hỏi cháu là có cái sách nào về, có quyển sách nào về chế biến, sơ chế hoặc là các cái bài về thảo dược hay không. Thì cháu có nhá, rất nhiều sách, nếu cô anh chị cần thì có thể nhắn tin cho cháu. Đấy, nếu ở gần thì cháu cho mượn về để mà chúng ta đọc, để có thêm những cái kiến thức về đông dược. Đấy, có những thêm những kiến thức về về thảo dược rất là hay. Đấy, và đây ngày hôm nay cháu sẽ chia sẻ đến cô bác chị, đây là cái cây, đây gọi là cây xương rồng ba cạnh nhá. Đây cây rất là to, cô bác chị có thể nhìn thấy à. Đây, một đầu một với của cháu không hết, cây này nó phải cao khoảng tầm 2,5 m. Cái này rất là lâu rồi, nó khoảng chục năm rồi cô bác chị ạ. Đây, gốc của nó này, cô bác chị có thể nhìn thấy nó to. Nó to như này cơ mà. Thì thường thường ấy là cái cây xương rồng ba cạnh này thường thường là ông cha mình ngày xưa, từ xưa giờ vẫn dùng để làm bờ rào chắn. Đấy, để tránh thú dữ, rồi côn trùng, rồi là động vật. Đấy, nhưng mà bây giờ thời hiện đại hóa thì đa phần là chúng ta chặt hết đi. Chúng ta chặt hết đi để chúng ta làm bờ rào bằng bằng cây, bằng vôi, bằng xi, đúng không ạ? Bằng gạch, nó xây lên. Thì cây này rất là ít. Đấy, thì khu vực đây là khu vực đồi bãi của gia đình nên là có một cây rất là to. Thì cháu tranh thủ cho quay luôn cho mọi người xem. Đây, nó có rất nhiều loại các anh chị nhé. Và cái cây xương rồng nó phải là cái cây xương rồng ba cạnh. Cái nhựa của nó màu trắng, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Cháu có thể cứa cho mọi người xem. Đây là cái nhựa đó. Đấy, đây nhá. Đây, nhựa màu trắng. Đấy, hoa của nó màu vàng. Hoa thì tận trên kia cơ. Đây, hoa trên này nhưng mà nó hơi cao nên là hơi khó nhìn. Và nó có ba cạnh. Trên toàn thân của nó rất nhiều gai. Đấy, rất nhiều gai. Thì cái cây xương rồng ba cạnh này thì có hai cái cách để chúng ta dùng. Một là cô chú là chúng ta chặt cái nhánh này về, sau đó thì mình dốc hết phần gai đi. Đấy, tiếp theo là cô bác anh chị là chúng ta gì ạ, chúng ta đem chúng ta hơ trên nửa, hơ trên một cái hòn gạch, hơ nóng, sau đó thì mình nằm ra hoặc là mình chườm. Đấy, cách thứ hai là cô bác anh chị là chặt những cái phần non, đây là những cái phần non này. Đấy, sau đó thì cô bác anh chị là chúng ta gì ạ, chúng ta đem về chúng ta cũng lọc bỏ phần gai, mình thái nhỏ, thái nhỏ ra. Đấy, thái nhỏ ra, băm nhỏ ra. Xong rồi mình lấy cái cối, cối chày mình dã nhỏ. Sau đó cô chú anh chị là cho lên chảo, đảo lên. Sau khi đảo tầm 15 phút thì bắt đầu nó xém đi. Thì bắt đầu cô bác anh chị là cho cháu khoảng tầm lửa bắt con cám gạo ấy. Cái cám mà chúng ta hay đi sắt gạo, nó có cái cám gạo đấy. Thì cô bác anh chị cho cháu lửa bắt con vào, mình đảo cùng luôn. Đảo khoảng tầm 5 phút là bắt đầu cám gạo nó với lại cái cây xương rồng này nó quện với nhau và nó hơi xém. Thì bắt đầu là mình cho thêm cho cháu vào một khoảng tầm lưng cốc cái giấm táo nhá. Rất nhiều cô chú hỏi là giấm táo thì là giấm gì, giấm táo nó là giấm táo thôi. Nó là giấm táo thì thường cô chú anh chị có thể mua ở siêu thị. Như cháu hay dùng là giấm táo Hàn Quốc thì mình có thể mua ở siêu thị. Đấy. Hoặc là giấm thông thường thì chúng ta dùng giấm táo là cháu hay dùng loại đấy. Còn cô bác anh chị có loại gì thì chúng ta dùng có loại gì thì dùng loại đấy nhá. Đấy. Sau đó thì mình đảo khoảng thêm khoảng tầm 3 phút đến 5 phút nữa là bắt đầu nó hơi khô lại. Vẫn còn nước nhá, vẫn còn cái nước của cái giấm đấy. Thì bắt đầu mình đổ ra cho vào một cái khăn xô. Đấy, cô bác chị đau ở đâu chúng ta chườm vào đấy. Ví dụ đau ở cổ gáy thì chườm vào cổ gáy, mà đau ở lưng thì chườm vào lưng, mà đau cổ gáy mà tê tay, thoái hóa cổ gáy mà tê tay thì chúng ta chườm thẳng vào cổ gáy. Nếu mà chúng ta bị đau ở đầu gối mà sưng có dịch thì chúng ta chườm vào đầu gối. Thế còn nếu những cái trường hợp mà chúng ta bị đau lưng thì chúng ta chườm thẳng vào lưng, tức là đau ở đâu chúng ta chườm đấy.
đấy, để cho những cái dây thần kinh bị chèn ép ấy, nó đau do dây thần kinh bị chèn ép mà, thì nó sẽ được gỡ rối ra và nó sẽ giúp cô bác anh chị là chúng ta đỡ đau đấy, rất là hay đấy. Thì cháu chia sẻ nhân tiện là hôm nay, ngày hôm nay là cũng có chút thời gian nên là cháu Huân chia sẻ cho cô anh chị. Đây là cái cây xương rồng ba cạnh của gia đình đấy. Thì cô anh chị nào có cái cây này đấy, nhà có hoặc là người nhà người thân mình có, hoặc là ai mà đang bị đau nhức xương khớp thì cô anh chị hãy mách cho mọi người dùng cái cây này nhá đấy. Cháu là Huân, hiện tại Huân đang làm trong lĩnh vực đông y, thì cô anh chị cần hỗ trợ gì hoặc là cần cái quyển sách gì, cần tìm hoặc là cần hỏi gì thì có thể là cho Huân biết đấy. Huân sẽ hỗ trợ cô bác anh chị nhé. Chúc tất cả cô bác anh chị là chúng ta luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video giúp cho Huân nhé.